Thưa quý vị, năm 2018 là năm thi đấu thành công của võ sĩ Muay Thái Trần Quang Minh. Chàng trai sinh năm 1999 tại thành phố Vũng Tàu, trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 năm 2018, đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 86kg nam, trong sự ngạc nhiên, xen lẫn thán phục của nhiều người. Đó là một sự khởi đầu hoàn hảo trên con đường thi đấu thể thao thành tích cao của võ sĩ năm nay mới bước qua tuổi 20. Trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay, mời quý vị làm quen với chàng võ sĩ tuổi teen tài năng này. Sinh ra ở thành phố biển Vũng Tàu, nơi phong trào võ thuật khá phát triển, nên Trần Quang Minh có nhiều điều kiện để tiếp xúc với các lò võ. Và với niềm đam mê võ thuật mãnh liệt, Trần Quang Minh đã kiên trì thuyết phục gia đình được đến sàn tập võ. Em đi học thì được coi được mấy bạn tập luyện võ rất thích mà bố mẹ không cho. Tại hồi bé tính em bị cọc. Cọc tính nên là bố mẹ sợ là tập võ sẽ đi hại các bạn khác. Nhưng mà một khi đã tập rồi thì bố mẹ sẽ suy nghĩ lại, thấy nhìn nhận em là sẽ bị đầm tính lại. Ngoài cái giờ tập luyện ở trường lớp ra là cháu về nhà, thậm chí cháu cho tiền ăn sáng, cháu không ăn sáng, cháu để dành cháu mua những cái bao cát rất chi là to. Cháu chằng ở đằng sau xe đạp, cháu trở về nhà, cháu buộc lên, cháu tự treo lên đằng sau. Đấy là cháu đấm, cháu đá, cháu tập. Cậu bé Trần Quang Minh được võ sư Trần Anh Tuấn phát hiện có năng khiếu võ thuật khi đang tập luyện môn võ thuật cổ truyền. Tuy nhiên, sau khi theo dõi Muay Thái, Quang Minh quyết định chuyển hướng sang môn võ này vì cảm thấy mình có những tố chất phù hợp hơn. Đó là một quyết định sáng suốt, bởi sau khi chuyển qua tập Muay Thái, Trần Quang Minh tiến bộ rất nhanh và dần dần khẳng định được chỗ đứng trong làng Muay Thái Bà Rịa Vũng Tàu. Trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2014 đến năm 2016, Trần Quang Minh đều giành huy chương bạc giải vô địch Muay Thái trẻ toàn quốc. Nếu mà tầm cái hàng cân 86 thì của Minh thì cũng rất là nhiều, nhưng mà những cái người đó thì đánh giá Minh cao hơn. Tại vì Minh tiếp xúc cái bộ môn Muay Thái từ lúc mà chơi võ đến bây giờ, cho nên là cái máu đã đi vào người. Kỹ thuật nó ăn sâu, được tập luyện và thi đấu, được tập luyện tập huấn tốt, cho nên là mình nghĩ mình sẽ làm được tất cả. Thành công ở các giải trẻ là tiền đề quan trọng để Trần Quang Minh tiếp tục nỗ lực rèn luyện để nâng tầm bản thân ở những giải đấu cao hơn. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2018 tại Hà Nội, Trần Quang Minh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và giành vinh quang cao nhất về cho thể thao Bà Rịa Vũng Tàu ngay trong lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn. Đây là tấm huy chương vàng vô cùng quý giá, bởi ở giải đấu này, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu chỉ giành được 3 tấm huy chương vàng. Khi em thắng thì em bất ngờ lắm, cảm xúc em khó tả. Mình cảm thấy rất là xúc động và vui mừng, và cũng cảm ơn người thầy đã dẫn em đi thi đấu và cho em tập luyện. Cho em được phát triển cái sự đam mê của em đến ngày hôm nay. Sau khi đón được cháu trở về nhà thì nói thật là tôi đã được bạn bè và rất nhiều người chúc mừng. Tôi cũng rất chi là phấn khởi và cũng tự hào về con, tự hào về những gì. Và tôi biết là đây là tất cả những gì con tôi nó đã trả lời cho cái câu hỏi tại sao con lại cứ đam mê. Tấm huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 là sự khởi đầu hoàn hảo đối với võ sĩ trẻ Trần Quang Minh. Đó tiếp tục là động lực để chàng trai trẻ này vươn tầm ở các đấu trường quốc tế. Hồi trước em có vô tình coi được TV, thì em thấy được anh Nguyễn Trần Duy Nhất đánh SEA Games thành cân 60kg. Từ lúc đó thì em có ao ước được thi đấu và cũng được như anh Duy Nhất, được lấy vinh quang về cho Việt Nam của mình. Không ai đánh thuế giấc mơ, và giấc mơ tranh tài ở đấu trường SEA Games 2019 của võ sĩ Trần Quang Minh là có cơ sở, nhất là khi vận động viên trẻ này có tài năng và niềm đam mê mãnh liệt với Muay Thái.